Hôm nay chúng ta sẽ học hai cái khái niệm nhất thừa và tam thừa. Thì quý vị biết rằng là những cái tên gọi nhất thừa phải nói là chúng ta gặp ở trong kinh là Pháp Hoa là chủ yếu. Trong cái truyền thống Đại Thừa thì mình thấy là kinh Pháp Hoa là sử dụng cái khái niệm này là nhất thừa. Trong khi là cả cái bộ kinh khác chúng ta thấy hầu như là rất là ít. Đây là cái đặc điểm của cái bộ kinh là Pháp Hoa. Và rồi song song với cái khái niệm nhất thừa này á, chúng ta sẽ gặp cái khái niệm thứ hai, đó là tam thừa. Tam thừa là gồm có là Thanh Văn Thừa với cái giáo lý là Tứ Đế. Rồi là Duyên Giác Thừa với cái giáo lý Thập Nhị Nhân Duyên. Và cái thứ ba là Bồ Tát Thừa với là cái giáo lý Lục Độ Ba La Mật. Thì đối với cái tam thừa này chúng ta đã gặp ở các cái lớp mà trước đây, sơ cấp, trung cấp, về là Tứ Đế, về Thập Nhị Nhân Duyên và Lục Độ Ba La Mật. Tuy nhiên với cái cấp độ mà cử nhân bây giờ, chúng ta phải có một cái nhìn là nó sâu sắc hơn và nó có ý nghĩa hơn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái mối liên hệ giữa nhất thừa và tam thừa như thế nào. Nhất thừa là một cái thuật ngữ mà phải nói là nó tương tự như là tri kiến Phật vậy đó. Nếu như đứng nói về cái góc độ, về cái trí tuệ, trí thức á, thì cái tri kiến Phật là cái thuật ngữ mà kinh Pháp Hoa là sử dụng. Đứng trên cái góc độ về mặt là nhận thức thì tri kiến Phật được là sử dụng. Và nếu như đứng trên cái phương diện mà nói các cái pháp môn tu thì nhất thừa được kinh Pháp Hoa là sử dụng nhất thừa. Thì như hai cái khái niệm trước mình đã biết là chơn đế và tục đế. Chơn đế là đứng về mặt là siêu thế gian, còn tục đế là đứng về mặt là thế gian. Chơn đế nó đứng về mặt là tuyệt đối và tục đế nó đứng về mặt là tương đối. Nếu như mà chúng ta có những cái ý niệm về là bản thể và hiện tượng á, thì chơn đế nó nằm bên bản thể, còn tục đế nó nằm bên là hiện tượng. Và nói đến chơn đế là nói đến cái thế giới là một cái sự thật nó siêu việt là ngôn ngữ. Siêu việt là ngôn ngữ. Và như hồi nãy nói đó, thì kinh Pháp Hoa, mục tiêu của kinh Pháp Hoa là nhằm khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Chúng ta thấy rằng là kinh Pháp Hoa hầu như là đặt nặng về cái mục tiêu là khai mở cái trí tuệ, mà trong thuật ngữ kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Đứng về mặt nhận thức thì kinh Pháp Hoa sử dụng cái thuật ngữ là tri kiến Phật. Còn hôm nay chúng ta tìm hiểu về các cái khái niệm nhất thừa và tam thừa. Thì hai cái khái niệm này chúng tôi để cái nhất thừa là bên cái vị trí của chơn đế nè. Mà quý vị phải lưu ý chúng tôi chia hai cột đấy, chơn đế và tục đế. Và bây giờ nhất thừa và tam thừa thì nhất thừa nó nằm bên cái vế là chơn đế, còn tam thừa nó nằm bên cái là tục đế. Thì cái thừa là quý vị biết
thừa, à trong tiếng Phạn nó là jhana. À, tiếng Phạn nó là jhana nha. À, thừa là cái chiếc xe. À, mà nói đến chiếc xe là nói đến là một cái công cụ hay là một cái phương tiện nó chuyên chở hàng giả đi từ chỗ này đến cái chỗ khác. Mà cái chỗ này đó là cái bến bờ là khổ đau, và cái chỗ kia, cái chỗ tới á là an vui hạnh phúc hay là niết bàn. Thừa là cái chiếc xe, là cái phương tiện nó giúp cái người tu tập á là rời bỏ cái khổ đau để tới cái mục tiêu an vui là hạnh phúc, là gọi là thừa. Và Kinh Pháp Hoa nó có cái hay là như vậy, là vào cái thời kỳ Kinh Pháp Hoa xuất hiện vào khoảng đầu Công Nguyên á, thì vào cái thời gian đó là trong cái hàng ngũ tăng lữ Phật giáo á, đã xuất hiện ba cái thuật ngữ là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Rồi như vậy là bên Tam Thừa là vào cái thời kỳ đó là đã xuất hiện là cái tên gọi là Thanh Văn Thừa. À, và cái pháp tu á là tự là tứ đế. Rồi, à, và chúng ta phải thấy à là khi mà cái giai đoạn này chúng ta phải nói rằng là có cái sự mà phải nói là tranh chấp là với nhau trong vấn đề là tu tập. Đây là một cái thời kỳ mà phải nói là Đại Thừa đang manh nha, à, đã hình thành và đang lớn mạnh. Và là dĩ nhiên rằng là trong cái hàng ngũ Phật giáo á, thì nó có một cái sự là tranh chấp là với nhau trên cái phương diện là tu tập, trên phương diện các cái pháp môn. À, và ở đây á, như chúng ta được biết á, thì hai cái pháp môn đầu là tứ đế và thập nhị nhân duyên là đã xuất hiện là từ lâu rồi, đã xuất hiện từ thời kỳ là Đức Phật. À, là hai cái giáo lý này, hay là hai cái học thuyết này là tứ đế và thập nhị nhân duyên là đã có từ thời kỳ là Đức Phật. Và cái giáo lý thứ ba là sáu ba la mật á, sáu ba la mật á thì mới phát hiện là mới phát sinh ra trong cái phong trào là Đại Thừa. Và vì vậy trong một cái bối cảnh mà đang có cái sự là tranh giành, đang có cái sự là tranh giành giữa hai cái truyền thống cũ và mới, à đó, trong một cái bối cảnh như vậy là quý vị thấy rằng là nó có cái sự bất ổn trong vấn đề các cái pháp môn là tu tập. Và cái sự bất ổn này là do cái quan điểm của những cái người mà hành trì á, và những cái bất đồng trong Phật giáo nó khác với các cái tôn giáo khác. Sự bất đồng của các cái tôn giáo khác là nó dẫn tới là bạo động. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta là bất đồng nhưng mà ôn hòa. Chỉ bất đồng về cái quan điểm trong cái các cái phương pháp tu, chứ nó không dẫn tới là cái bạo động. Cái khác biệt về giữa Phật giáo và các tôn giáo khác là chỗ đó. Và như mình biết là đừng nói gì lúc xưa ngay bây giờ này, tại Việt Nam chúng ta, à, bây giờ những cái người Phật tử đi chùa Nam Tông á, họ là nhìn Phật tử Bắc Tông với một cái ánh mắt khác. Ngược lại Phật tử Bắc Tông á, họ nhìn các sư, các Phật tử Nam Tông một cái ánh mắt khác, không có là vui. À, bên Bắc Tông á thì cho tu gì tập gì mà lại ăn cá ăn thịt, à,
phải không? Đó. Còn bên Phật tử Nam Tông không có vừa, đồ ngoại đạo theo Bà La Môn. Thấy không? Bây giờ mà chúng ta thấy còn như vậy huống gì là trước đây. Và những cái truyền thống giữa cái pháp môn tu tập giữa cũ và mới, cũ là tứ đế thập nhị nhân duyên, và cái mới là lục độ ba la mật là mới. Và tất yếu nó sẽ dẫn đến cái sự là xung đột, có một cái sự là không vui vẻ là với nhau. Mặc dầu cùng là tăng sĩ Phật giáo hết, nhưng mà ba truyền thống này không có vui với nhau. Và cái Kinh Pháp Hoa là hay ở cái chỗ là trên cái cơ sở mâu thuẫn của các cái pháp môn tu, Kinh Pháp Hoa đề xuất ra một cái khái niệm rất là hay, đó là nhất thừa. Đây, mình thấy các cái bộ kinh khác đâu có sử dụng cái nhất thừa đâu, ít lắm. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa đặt nặng về cái khái niệm này, nhất thừa. Ekajan, Ekajana đó. Rồi Ekajana là nhất thừa. Đó là trên cái nền tảng là mâu thuẫn giữa các cái bộ phái không thống nhất với nhau. Và Kinh Pháp Hoa đưa ra một cái khái niệm mới, đó là nhất thừa. Nhất thừa. Kinh Pháp Hoa là quý vị biết nói nè, chỉ có một thừa thôi, nhất đây là một, là duy nhất. Chỉ có một thừa thôi, không có hai hoặc là ba thừa, không có. Khi mà các tăng sĩ, các bộ phái là tranh chấp nhau, Bồ Tát thừa mới là hay, tự độ và độ tha, còn hai đứa bay là toàn ích kỷ lắm. Hai đứa bay là chỉ biết là tự độ thôi, còn tao đây là mới là tự độ và độ tha này đó. Hai bên giằng co nhau. Và Kinh Pháp Hoa rất là hay, đưa ra một khái niệm nhất thừa. Tụi bay là im hết, chỉ có một thừa thôi. Chỉ có một thừa thôi. Rất là hay. Nói về mặt nhận thức thì Kinh Pháp Hoa đưa ra một cái là tri kiến Phật. Nói về cái pháp môn tu á, Kinh Pháp Hoa đưa ra một cái là nhất thừa. Nhất thừa. Là nhất thừa. Rồi vậy thì cái mối quan hệ, bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái mối quan hệ giữa nhất thừa và tam thừa này. Chúng ta hiểu cái bản chất còn của nó, chúng ta hiểu cái nội dung hay là cái bản chất, cái mối liên hệ giữa nhất thừa và tam thừa chúng ta hiểu như thế nào. Đây là điều mà chúng ta cần biết. Và cái này chắc chắn là có thi. Mối liên hệ giữa nhất, phân tích hay là trình bày mối liên hệ giữa nhất thừa và tam thừa trong Kinh Pháp Hoa. Rồi, bây giờ là chúng tôi sẽ phân tích theo cái hướng thứ nhất là Kinh Pháp Hoa là chung tình, chung thủy với là Kinh Tạng là Pali. Rồi chúng ta thấy là Kinh Pháp Hoa rất là chung tình với là Kinh Tạng là Pali. Pali ơi, ta thương chàng lắm. Tuy nhiên trong cái bối cảnh này thì ta giả vờ không biết chàng. Và ta sẽ nói một cái ngôn ngữ khác là nhất thừa. Chàng yên tâm, chàng
chàng vẫn có chỗ đứng trong cái khái niệm nhất thừa này. Cái hay của Phật giáo chúng ta là vậy đó. Một cái sự nhất quán, consistent, from the early Buddhism to Mahayana Buddhism, consistent. Một cái sự chỉ đỏ nó xuyên suốt ở đằng sau á. Nó đằng sau đó. Trong Đại Thừa rồi chúng ta sẽ thấy là những cái dấu vết của kinh tạng ở Pali nói riêng và của Nguyên Thủy hay là của Đức Phật. Nhất thừa, cái khái niệm là nhất thừa. Chúng ta biết là nhất là một, không có khác. Thừa là cái phương tiện nó dẫn người hành, người tu tập từ gì? Từ chỗ khổ đau đến cái đích hành là hạnh phúc. Chỉ có một. Cái đích hạnh phúc mà nhất thừa đưa tới chỉ có một thôi. Chứ không phải là thanh văn thừa đưa tới cái đích đó. Không phải là duyên giác thừa đưa tới cái đích kia. Không phải là Bồ Tát thừa đưa tới cái đích. Đích nọ không có. Nhất thừa tới chỉ có một. Đó. Thừa là cái phương tiện. Tiếng Anh của nó là vehicle, là cái chiếc xe. Hắn chở. Chở ai? Có phải chở mấy đứa tầm bậy không? Không có. Chở cái người mà đang tu tập. Chuyên chở những người đang tu tập. Là gì? Để từ bỏ cái khổ đau để đến cái đích là an vui, là hạnh phúc. Thừa là cái phương tiện nó chuyên chở giúp cho người tu tập từ bỏ khổ đau để đến an vui hạnh là hạnh phúc. Đứng trên cái góc độ tương đối của tam thừa thì chúng ta thấy thanh văn thừa sẽ dẫn tới cái đích đó. Thừa là chuyên chở tới cái đích mà. Thì tứ đế nó sẽ dẫn tới cái đích đó. Còn người tu tập mà duyên giác thừa nó sẽ dẫn tới là cái đích đó. Bồ Tát thừa nó sẽ dẫn tới là cái đích đó. Đối với cái phương diện tương đối thì hình như ba cái thừa đó nó đi ba hướng là khác nhau. Hình như. Nhưng mà đứng trên cái góc độ mà phải nói là giải thoát, siêu thoát rồi á, thì Kinh Pháp Hoa thấy chỉ có một. Chỉ thấy có một đích đến là nhất thừa. Kinh Pháp Hoa đặt cho một cái tên là Ekayana. Đây là một cái khái niệm rất đặc biệt nằm trong Kinh Pháp Hoa. Đó. Và được lặp đi lặp lại là nhiều lần. Đứng trên góc độ nhận thức thì cái thuật ngữ Kinh Pháp Hoa sử dụng là tri kiến Phật. Đứng trên góc độ là cái thừa, là cái phương tiện để vận chuyển đưa hành giả từ khổ đau đến hạnh phúc, thì Kinh Pháp Hoa cho ra một cái thuật ngữ mới mà thậm chí nói là của riêng mình đó, đó là Ekayana, là nhất thừa. Đó. Nhất là một, thừa là phương tiện dẫn hành giả đến đích là an vui, là rốt ráo. Chúng ta thấy là nhất thừa nó nằm bên cái phía tay trái cùng với là chân đế nha. Là tất nhiên là cái chỗ là siêu thoát á. Nhưng mà đứng về mặt ngôn ngữ thì Kinh Pháp Hoa cho cái từ này. Còn đứng về cái mặt nghĩa là coi như nó đồng nhất với là chân đế, là siêu thoát rồi. Nhưng mà vì phải dùng ngôn ngữ cho nên rằng là Kinh Pháp Hoa dùng cái từ này. Mà e, mà Ekayana, Ekayana hoặc là Ekayana. Là nhất thừa. Đó. Thì bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị lần tìm dấu vết trong kinh tạng là Pali, để chúng ta sẽ thấy rằng Phật giáo mình là nó có một cái sợi chỉ đỏ là xuyên suốt
từ nguyên thủy cho đến là đại thừa. Và như chúng tôi đã từng nói với quý vị là kinh Pháp Hoa là nó thuộc về dạng tư tưởng, nó không nghiêng về là lịch sử, nó thuộc dạng là tư tưởng. Và đây chính là đặc điểm của người Ấn Độ, đặc điểm của Phật giáo Ấn Độ. Đặc điểm của người Ấn Độ là họ chỉ nghiêng về, nặng về tư tưởng, chứ họ không nặng về cái tính là lịch sử, xuất hiện ngày nào, ngày nào, ngày nào, sự kiện nào, sự kiện nào, họ không đặt nặng. Thì bộ kinh Pháp Hoa của chúng ta là đứng trên góc độ tư tưởng để mà phân tích. Và chúng ta sẽ thấy rằng nó chứa đựng nhiều yếu tố, những cái ý nghĩa phải nói rất là tuyệt vời. Mình thấy rằng là nếu như so sánh với những kinh điển đại thừa vào thời bấy giờ, chúng ta thấy kinh Pháp Hoa là một người anh cả, rất là bao dung, là độ lượng. Quý vị có biết cái còn cái bộ kinh Duy Ma Cật không? Duy Ma Cật. Trong Duy Ma Cật đó là có ông mà trưởng giả là Duy Ma, và ông ta coi thường ông Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất là một cái vị mà trí tuệ bậc nhất của là Theravada, mà ông trưởng giả là coi thường cái ông. Nghĩa là gì? Nó có một cái tính chất là phủ nhận, đối kháng, chê bai cái truyền thống cũ. Duy Ma Cật là đại diện cho Bồ Tát Thừa, chê bai cái truyền thống cũ, đại diện là ông Xá Lợi Phật. Đó là cũng là một bộ kinh là của Đại Thừa đó. Nó mang tính là gì? Là thách thức, đấu đá nhau. Nhưng mà Pháp Hoa không như vậy. Pháp Hoa có một cái tầm nhìn mà chúng ta thấy nó siêu việt lên những cái đối đại ở bên dưới. Chúng ta thấy rằng là giống như một người học võ, khi mà mới học vài tháng là cảm thấy thích là múa mang lắm và thích là đóng đá lắm. Nhưng mà khi người đó học võ lên mà nó thuộc loại là cao rồi á, họ rất là bình thường, họ rất là bình lặng. Thì tương tự vậy, mình thấy rằng kinh Pháp Hoa nó đạt tới một cái trình độ mà phải nói là trên cao á, cho nên nó nhìn thấy cái ở bên dưới á là khác, nó khác với những cái là bên dưới. Kinh Duy Ma Cật là hắn tờ như người học võ là được vài tháng vài năm rồi thích đấu đấm đá này kia vậy. Nhưng kinh Pháp Hoa là nó lên cái bậc cao, là cho nên cái nhìn của nó là nó bao dung, tinh thần là bao dung, giống như một cái người mẹ, dù con hư con giỏi gì đều là thương hết á, không có chê đứa nào hết á. Đó, trong cái Nhật Thừa và Tam Thừa này, chúng ta thấy kinh Pháp Hoa không có chê thừa nào hết á. Tam Thừa này quý vị biết trong cái phẩm mà Dược Thảo Dù đó nha, ví dụ như cây cỏ thuốc, ví dụ như có một cái đám mưa rơi xuống và thế rồi trong rừng á, cây thấp nhất là hút nước ít, cây cao hơn trung bình hút nước nhiều hơn, cây cao nhất thì hút nước nhiều và nhiều hơn nữa đó. Tùy theo cái sức của mình mà hút vừa phải, không nhiều không ít, thì cây nào cũng đều phát triển tốt đẹp hết. Còn cái vị biết là ứng dụng vào trong Tam Thừa là bên chỗ Dược Thảo Dù, cây thấp, cây vừa, cây cao, ba cây, không có chê cây nào hết á. Cây nhỏ thì hút ít, vừa sức, cái quan trọng là vừa sức. Rồi cây vừa hút nước nhiều hơn tí, rồi cây cao nhất hút nước là nhiều hơn.
ba cây nếu như hút vừa, không nhiều, không ít, thì cây nào cũng đều phát triển là tốt đẹp. Đó. Quý vị thấy Kinh Pháp Hoa rất là bao dung, rất là tôn trọng, không có chê cây nhỏ, không có chê là cây vừa, cũng không có khen là cây, còn cái cây cao, không chê là không khen. Đó, trong cái phẩm dược thảo dù chúng ta thấy ba cái trường hợp ứng với ba cái thừa, và ứng với ba là ba thừa đó. Thì bây giờ cái nhất thừa chúng ta thấy cái gì? Nhất là một, không có nhiều, nhất là một. Bây giờ chúng tôi cho quý vị một cái hình ảnh này này. Ví dụ như là ở Mỹ, nó có sông Mississippi. Ở Nga, nó có sông là Volga. Ở Pháp, nó có sông là Danube. Ở Việt Nam, mình có sông là Hồng Hà. Tên gọi đặc điểm mỗi con sông là nó dài ngắn là khác nhau. Nhưng cuối cùng rồi thì thế nào? Gặp nhau là ở biển, cùng chung nhau cái gì? Một vị mặn. Đây là cái hình ảnh mà quý vị nên ghi vô. Nói có xác mạch có chứng, mình nói cái gì là phải có minh họa, người ta mới hiểu. Đạo Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là rất hay. Tại sao mà Ngài dễ thành công? Vì Ngài cho những cái ví dụ cụ thể. Đó. Chứ mình cứ nói trên mây không ai hiểu. Mình nói trên mây và mình phải dẫn chứng minh họa bằng những cái hình ảnh cụ thể, sinh động. Đó. Kinh Pháp Hoa chúng ta cũng thế. Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Nói đến diệu pháp là nó mông lung quá, nó trừu tượng quá, nó cao siêu quá, nó khó hiểu quá. Thì tức thì bên cạnh nó có cái giải thích minh họa liền. Bên cạnh nó có cái minh họa liền là hoa sen màu trắng. Đó, mình thấy là Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là phải nói một cái sự kết tinh, hội tụ nhiều cái tinh hoa của Phật giáo. Đức Phật lúc xưa Ngài nói gì Ngài đều có minh họa, nói gì là Ngài có cái hình ảnh. Thì Kinh Pháp Hoa chúng ta cũng thế. Từ một cái trừu tượng khó hiểu cho một cái hình ảnh ai cũng hiểu hết. Từ bà già trầu cho đến là người thường căn trí thức ai cũng hiểu. Quý vị vậy, nay mai mà đi ra thuyết pháp á, mình nói cái gì phải minh họa bằng hình ảnh, nói cái gì là phải minh họa bằng hình ảnh. Thì người ta là mới hiểu. Chứ mình nói ra, mình nói chữ nghĩa không thôi á, nha, đây là thất bại lắm. Nhiều người đi ra thuyết pháp là chữ nghĩa không thôi, để khoe rằng mình đây là kiến thức nhiều, làm cho người ta khó hiểu là càng tốt. Cái này là tầm bậy. Nhất là cái trên cái phương diện đi hoằng pháp, mà mình ra mình khoe tài, khoe chữ mà người ta không hiểu là thất bại. Vấn đề hoằng pháp là gì? Để làm cho cái người nghe người ta hiểu. Và cái tài của cái người hoằng pháp là làm sao đó, bằng cách nào đó mà cái người nghe ai cũng hiểu hết. Đây mới gọi là một cái vị giảng sư tốt. Chứ mình giảng ra người ta không hiểu á, là thua rồi. Cho nên là mình hiểu, mình nói bằng lý thuyết trừu tượng, nhưng rồi ngay tức thì sau đó mình phải minh họa liền, minh họa bằng là hình ảnh. Rồi như vậy là quý vị thấy không, chúng tôi cho quý vị những cái con sông là quý vị đã thấy nè, những con sông đặc điểm khác nhau, nhưng mà cuối cùng là gì? Về gặp nhau ở một điểm làm biển cả cùng một cái vị mặn là của muối. Rồi cho một cái ví dụ thứ hai,
để chúng ta có được một cái khái niệm tam thừa và nhất thừa. Ví dụ như có người đau tim, họ phải mua thuốc tim để mà uống. Người đau bụng phải mua thuốc đau bụng để uống. Người nhức đầu sổ mũi mua thuốc nhức đầu sổ mũi là để uống, vân vân. Mặc dầu cái giá tiền nó khác nhau, thuốc đau tim là tới hàng triệu, hàng chục triệu, thuốc đau bụng thì ít hơn, và thuốc đau đầu là rẻ nhất. Nhưng mà mục đích của các cái loại thuốc đó là thế nào quý vị? À, làm cho bệnh nhân lành bệnh trở lại một con người là khỏe mạnh. Đó. Thế thì mình có thể căn cứ vào cái giá tiền để mà mình chê bai, khen chê là thuốc này thuốc kia không? À không, mình không thể. Mình nói ồ, cái thuốc mà nhức đầu á chỉ có là vài ngàn thôi, không xứng đáng. Mình dám nói như vậy không? Mình dám chê bai rằng thuốc đau đầu vì nó ít tiền cho nên là mà mình chê nó có đúng không quý vị? Không. Không đúng. Mặc dầu cái giá tiền của các loại thuốc nó khác nhau, nhưng mà nó đều có cùng chung một cái mục đích là chữa lành bệnh. Đã, chữa là lành bệnh. Cái một là ở đây đây. Cái một là ở đây đây là chữa lành bệnh. Nhất thừa là ở chỗ này đây. Nhất thừa là chữa lành bệnh. Nhất thừa không có chê bai là thuốc đau đầu rẻ tiền. Nhất thừa không có chê bai, không có khen rằng thuốc đau tim là nhiều tiền. Nhất thừa không có chê bai cái thuốc đau bụng rẻ tiền. Không có chê và không có khen tất cả các cái loại thuốc. Nhất thừa không có khen, không có chê tất cả các cái loại tu tập. Ở đây là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Nhất thừa không có khen, không có chê. À, nhất thừa là ở chỗ này đây. Đó, nhất thừa là ở chỗ này. Và chúng ta thử tìm hiểu, vậy thì cái đại thừa này nó có cái gốc rễ gì với lời Phật dạy trước đây không? Thì chúng ta tìm hiểu này. Trong cái kinh tạng gọi là Sư Tử Hống là tiểu kinh. À đó. Sư Tử Hống tiểu kinh thuộc Trung Bộ Kinh tập 1. Nào quý vị biết cái con Sư Tử Hống, đây là quý vị phải thấy. Con sư tử mà khi mà nó rống lên á, thì tất cả con thú ở trong rừng là gì? À, cụp đuôi lại. Không dám ngóc đầu lên, cụp đuôi lại, chui đầu xuống dưới đất á. Sợ quá mà. Con sư tử mà khi ăn nằm yên thì không nói gì. Nhưng đây là sư tử rống, Sư Tử Hống tiểu kinh mà. Hỏng, hỏng đây là rỗng đó. Thì cái bài kinh này á, là quý vị biết cái con sư tử rỗng, nó rỗng lên là tất cả các muôn thú phải là cụp đuôi lại. Đây là ám chỉ cho lời thuyết pháp của Đức Phật so với ngoài đạo. À, quý vị phải thấy cái ý nghĩa này. Ngoài đạo họ có nhiều cái luận thuyết, nhiều cái tín ngưỡng, và họ tranh hơn tranh thua với Đức Phật. Nhưng một khi Đức Phật mà tuyên thuyết á, thì ngoại đạo lép vế và cụp đuôi lại. À, thậm chí sau đó là còn quy y Phật làm đệ tử. Sư Tử Hống là biểu tượng cho gì? Biểu tượng cho lời thuyết pháp của là Đức Phật. Và đứng về cái mặt giáo lý á,
thì chúng ta thấy Phật giáo là đầu tiên là nguyên thủy, sau đó là phân chia các bộ phái, rồi sau đó là đại thừa. Kinh Pháp Hoa là thuộc đại thừa, một trong 9 bộ kinh đầu tiên xuất hiện tại Ấn Độ. Và chúng ta trong cái khái niệm nhất thừa này, mình tìm xem thử là nó có cái mối liên hệ gì với trước đây không. Thì khi mà nghiên cứu cái bài kinh Sư Tử Hống Tiểu Kinh á, thì chúng ta được biết rằng Đức Phật nói rằng một cái người tu tập á, mà khi mà tu tập một số các cái pháp, chẳng hạn như không tham, không sân, không si, không thuận ứng, không nghịch ứng, vân vân, thì cái người đó sẽ đạt đến cái mục đích giải, là giải thoát. Thế rồi có một người ngoại đạo họ cật vấn là Thế Tôn, vậy thì cho chúng tôi hỏi, cái người mà tu tập giải thoát đó, thì cái cứu cánh giải thoát đó là một hay là nhiều? Đó, câu hỏi được đặt ra. Cái cứu cánh giải thoát là một hay là nhiều? Một hay là nhiều? Thì chúng ta nghe Đức Phật trả lời này. Cái cứu cánh giải thoát đó chỉ có một. Đây, nó có sách là mắt có chứng nha. Cứu cánh giải thoát chỉ có một. Nói vậy là từ đây á, rồi để chúng ta suy ra những cái hiện tượng là hiện nay à, để chúng ta thấy đâu chánh là đâu tà. Tại sao mà những cái bộ luận xuất hiện? Tại sao là trung luận của Ngài Long Thọ xuất hiện? Tại sao là duy thức luận của Ngài Thế Thân là xuất hiện? Chúng ta biết luận là nó xa với kinh rồi, nhưng tại sao phải có mặt? Vì lý do, hai lý do chính. Lý do thứ nhất là để nhằm điều chỉnh lại cái suy nghĩ của các tăng sĩ trong nội bộ Phật giáo. Quý vị biết hai cái động cơ mà các cái bộ luận Phật giáo xuất hiện á, các bộ luận đây là chủ yếu trung luận và duy thức á, hai cái động cơ chính. Thứ nhất là nhằm củng cố lại cái sự hiểu biết trong hàng ngũ tăng sĩ là Phật giáo. Đó là cái động cơ của cái động cơ thứ nhất. Động cơ thứ hai là gì? Là chống lại những cái xuyên tạc của ngoại đạo. Chống lại những xuyên tạc của ngoại đạo. Này này, còn các vị mà đang cầm máy đó, nếu như mà không học á, thì cứ mời đi, mời ra ngoài. Nghe. Chúng tôi không thích rằng trong cái lớp học mà trên này giảng mà dưới kia cười cười nói và vọng tưởng là như vậy. Quý vị cứ lên bấm số đi và mời ra ngoài. Mình tự giác. Lên bấm chỉ tay vào đây và đi ra ngoài. Chúng tôi không thích những cái phần tử là như vậy. Quý vị biết rằng á, mình rất là may mắn mới được học là Phật Pháp. Mà chúng tôi cũng vì cái Phật Pháp mà đến đây để chia sẻ với quý vị. Còn nếu như quý vị không thích á, quý vị cứ ra ngoài. Chúng tôi không có làm khó dễ gì hết. Cứ bấm xem như là có mặt, rồi đi ra ngoài tha hồ nói chuyện. Và để lại cái lớp này cho những người khao khát là Phật Pháp. Phần đông ở đây là phải nói rất là, chúng tôi rất là trân trọng. Trong khi giảng chúng tôi để ý hết á, phần đông là lắng nghe,
ghi chép, nhưng một thiểu số là đang ngồi ở dưới đó này, vài người thôi. Chúng tôi tôn trọng là quý vị cứ lên đây nhấn nút đi, chứng tỏ rằng mình có mặt, xong rồi mời ra ngoài ngồi tha hồ nói chuyện. Chúng tôi không thích những cái cảnh là như vậy. Chúng tôi tôn trọng quý vị và quý vị phải tôn trọng lại là chúng tôi. Thôi mình ngồi thiền tí đi quý vị. Ngồi thả lỏng. Ngồi 10 phút. Biết rồi chứ gì? Thở vô thở ra rõ biết. Thư giãn. Cười một cái. Cười cái cho nó là bớt giận đi. Tức lắm rồi. Cười cái. Rồi. Và mình an trú trên hơi thở. Thư giãn. Rồi chúng ta vừa đề cập đến cái khái niệm nhất thừa. Nhất thừa là cái đích đến chỉ có một. Cái đích đến giải thoát chỉ có một. Trong kinh Sư Tử Hống Tiểu Kinh, Đức Phật trả lời rất rõ ràng, cứu cánh giải thoát chỉ có một. Đây chúng ta có thể nói rằng là với cái khái niệm nhất thừa hôm nay chúng ta học á, là cùng ý nghĩa, chỉ có một. Đức Phật từ ngàn xưa đã nói trong Trung Bộ Kinh và trong Kinh Pháp Hoa khẳng định lại. Và như vậy để làm gì? Để như vậy giúp cho chúng ta soi sáng với những cái hoằng pháp là hiện nay. Chẳng hạn như là niệm Phật để vãng sanh về thế giới phương Tây Cực Lạc. Thì Đức Phật A-di-đà là ở phương Tây với cái biểu tượng là màu đỏ là hoàng hôn. Còn Phật A-xúc-bệ ở phương Đông với cái biểu tượng là màu xanh dương. Rồi đến là Bảo Sanh Như Lai ở phương Nam với là biểu tượng màu vàng. Rồi là Bất Không Thành Tựu A-mô-ga-xích-đi ở phương Bắc. Biểu tượng là màu xanh lá cây. Và Đại Nhật Như Lai Vairochana nằm ở giữa với biểu tượng là màu trắng tinh khiết. Nếu như mà vãng sanh Cực Lạc về phương Tây á, những ai đi theo Ngài đi về phương Tây, vãng sanh về đó. Thế những người mà tu tập về phương Nam, họ sẽ đi theo Đức Phật Bảo Sanh Như Lai để về phương mà phương Nam. Rồi Phật tương tự vậy, các vị Phật ở phương Đông, phương Bắc đi theo đó. Như vậy là mình thấy là thế nào? Nếu như mà nhiều Phật, đâu phải riêng gì Phật A-di-đà, mà nếu như mỗi Phật mà mình cứ đi theo mỗi hướng vậy, thì nó có thống nhất với là cái lời dạy trong Kinh Tạng Pali và Pháp Hoa không? Đây là cái điều để cho chúng ta suy luận. Chúng tôi không có đưa ra cái kết luận. Nhưng mà trong vấn đề nghiên cứu tu học á, là chúng ta phải có những cái cơ sở. Thì mình được là vào học viện. Mình được học, đây là điều rất là may mắn. Ở đây là dĩ nhiên là chúng ta là không có là đặt nặng về vấn đề bằng cấp. Nhưng mà chúng ta đặt nặng về cái vấn đề học hiểu. Người ta nói rằng tu mà không học á là tu mù. Và quả thật vậy. Quả thật vậy. Là nếu như chúng ta không học là chúng ta không biết là đi như thế nào.
Và thế rồi là mình cứ y theo thầy tổ mình, thầy tổ mình như thế nào mà mình cứ đi theo là thầy tổ mình là như vậy. Và quý vị biết rằng á, mình mà được đi học á, là nó giúp cho mình soi sáng cái pháp môn, soi sáng cái hiểu biết để gì? Để mọi người chúng ta mình chọn lọc, mình phân tích để mình có một cái hướng đi đúng. Đây là cái lời của người là đi học. Còn mà đi học vô đây để nhận bằng cấp, để chạy điểm, để đối phó, cái đó hẳn đúng. Để điểm cao tranh nhau từng điểm cũng đúng. Cái học của chúng ta là vô để trong một cái môi trường này, ngang qua cái vị thầy đó, ngang qua cái sư cô kia, mình tìm hiểu đó. Những cái hay của những giảng sư như là cái cớ để mình tìm hiểu thêm, mình đọc thêm kinh sách để mình rút ra được cái một cái hướng đi. Cái này mới là cái là quan trọng. Nếu như mình ở ngoài á, mình không đi học á, mình thấy ông thầy này hiền quá sư cô này hiền, giữ gìn giới pháp là nghiêm chỉnh, thật là đó. Chúng ta không phủ nhận những cái người hiền là họ có những cái biểu hiện rất là tốt, chúng ta không phủ nhận. Nhưng mà nếu như chỉ dừng lại ngang cái chỗ mà hiền thôi á, mà không mở trí tuệ á, thì uổng lắm, uổng. Quý vị biết rằng trong kinh Phàm Vọng á, là Đức Phật có nói, kẻ phàm phu á, thì khen giới đức của ta. Nhưng kẻ trí á, là ca ngợi cái trí đức của ta. Đó. Kẻ phàm phu thì ca ngợi cái giới đức phẩm hành là của ta. Nhưng kẻ trí á, họ ca ngợi cái trí đức của ta. Và mình thấy cái trí rất là quan trọng trong Phật giáo. Từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa cho đến Kinh Pháp Hoa là cái thuật ngữ mới đó là tri kiến Phật. Là cái thấy biết như thật. Được biểu hiện qua cái những cái thuật ngữ là thập như thị đó. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, vân vân. Như thị là thấy như thật. Rất là thực tế, không có ảo giác. Không có ảo giác. Không có dừng lại. Quý vị thấy cái lộ trình tu tập là giới, định, tuệ, giải thoát. Giải thoát là tri kiến. Giới chỉ là một phần thôi, không phải là đích đến. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thôi tha hồ là phá giới. Không có chuyện đó. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái giá trị của những cái còn của những cái bước đi trên cái lộ trình là giải thoát. Lần trước không biết chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện cái vị hòa thượng pha ly trà rồi là bị bể chứ hả? Quý vị nghe chưa? À đúng rồi, đó đó. Hòa thượng 80 tuổi nổi tiếng về giới luật. Chỉ vì tiếc một cái bình trà thôi mà nổi sân lên tát tay cái chú điều. Còn quý vị thấy. Đây đây. Chúng ta không phủ nhận những cái người mà hành trì là giới luật. Chúng ta không phủ nhận. Chúng ta chấp tay là cúi đầu. Nhưng nếu như chỉ dừng lại ngang đó thôi á, thì uổng lắm. Uổng cả cái đời tu là của mình. Mà muốn tiến lên thì phải sao? Nếu như mà các cái đệ tử nào mà của cái vị hòa thượng đó không được đi học thì thế nào?
À thì cứ là thầy thế nào trò thế đó. Thầy thế nào thì trò sẽ thế đó. Trò sẽ tiêm nhiệm tính nết của thầy khi nào mà không có hay. Cho nên gì? Mình mà đi học được bung ra khỏi ông thầy đó, mình đi ra ngoài, mình tiếp xúc được ngoài ông thầy của mình ra còn nhiều ông thầy khác, nhiều giảng sư khác. Và nhờ vậy là gì? Mình rút ra được cái hay của người này, cái hay của người kia. Không có người nào là toàn diện hết. Mình đừng có cầu toàn một người đó là phải 100%. Đừng cầu toàn, mò kim dưới đáy biển. Tuy nhiên người đó nó có cái hay gì, người kia có cái hay gì, và mình biết rút ra, mình học tập, mình tích lũy những cái tinh hoa đó của người đó là người kia, để mà để mình đi lợi cho mình. Trước tiên là lợi cho mình cái đã. Và khi mà mình lợi cho mình ở đây là khi mình an lạc là giải thoát rồi, thì tự nhiên là nó tự động là cái người đó là đi chia sẻ với người khác. Đó. Cái pháp Phật là nó có cái hay vậy đó. Một khi mà đã thâm nhập rồi là tự động có trách nhiệm đi chia sẻ cho người khác. Tự đổ rồi sẽ đổ tha. Và tự động. Cho nên quý vị mà tới đi học á, là may mắn lắm. Mình tới đi học là đừng có suy nghĩ rằng là phải bằng cấp, là phải điểm. Cái đó là để qua bên. Cái quan trọng là cái hiểu này. Đó. Quan trọng là cái hiểu, quý vị. Quý vị thấy ở ngoài đời là có nhiều người đâu có bằng cấp đâu. Nhưng họ rất nổi tiếng. Nơi này mời, nơi khác mời, họ đi thuyết giảng. Vì sao? Vì họ có thực chất. Họ đâu bằng. Họ không bằng cấp. Nhưng mà cái thực á, họ không có bằng, nhưng mà họ là những người tu học, tu và học, đi học, nghiên cứu học chỗ này là chỗ kia. Mặc dù họ không tới trường, nhưng mà họ không ngừng học tập ở tại chùa, là tại nhà. Đó. Và ngang qua đó họ có cái năng lực thật sự. Cái năng lực quý vị, khi mà quý vị có cái năng lực rồi, quý vị thấy bằng cấp, rồi thấy những tiền bạc, nên kia quỳ con quý vị thấy nhẹ lắm. Thấy nhẹ. Và chính cái đó mới là cái quý. Có một cái câu chuyện thiền là rất hay. Có cái ông là thiền sư đó, mà ông nghèo lắm. Ông ở trong một cái là túp lều. Mà túp lều mà quý vị biết, còn cái mái nó cũng không có là trọn vẹn. Nghĩa là nó có chỗ thùng ở trên mái mà. Thế rồi một hôm đó có một tay ăn trộm là đi vào. Không vào, hắn nhìn quanh nhìn quất. Nó không tìm ra được một cái gì quý giá để nó lấy. Sau khi nó nhìn một hồi rồi hắn chán quá, hắn bỏ đi ra, lụi thụi là đi ra. Ông thầy đang ngồi thiền mà, nhưng mà không biết hết á. Thế rồi là anh chàng vừa mới ra ngõ cửa thì ông thiền sư đó này, này anh kia, anh bạn kia lại đây, lại đây, lại đây. Bạn kia lại đây. Không lẽ là ngươi đến tay không rồi về tay không? Thôi bây giờ ta chỉ còn có một cái quần xà lọn này thôi. Thế không? Thôi, ngươi cầm về. Về mà anh chàng đó cũng lấy về. Thế rồi sau khi anh chàng trộm đó đã đi xong rồi á, là ông thiền sư ông ta mới nhìn xuyên qua cái mái tranh á,
nhìn lên ánh trăng á, rồi ông ta mới là thốt lên: ước gì ta có thể cho ngươi cái ánh trăng này nhỉ? Ước gì ta có thể cho ngươi cái ánh trăng này nhỉ? Câu chuyện chỉ ngắn là như vậy thôi. Còn cái việc đấy, nghèo nhưng mà không nghèo về tinh thần, nghèo về vật chất nhưng không nghèo về cái còn cái sự an lạc của tâm hồn. Đó. Ước gì ta có thể cho ngươi cái ánh trăng này nhỉ? Đây, mình đi học là vì cái ánh trăng này đây. Mình vô trường là một cái cơ hội, một cái cơ hội để mình lắng nghe. Chúng tôi suy nghĩ là quý vị là những người đại diện cho tăng đoàn, cho Phật giáo. Nay mai rồi học ra trường rồi quý vị sẽ về tung khắp bốn phương trời. Đó, rồi chắc chắn rằng quý vị sẽ phải tiếp xúc. Và cái đối tượng tiếp xúc đó là Phật tử. Đó. Và rồi, cái chuyện gì là xảy ra? Là cái chuyện qua cái sự giao tiếp giữa tăng lữ và cư sĩ Phật tử. Đó. Là quý vị thấy rằng là tăng sĩ mình á, là không tốn thì giờ để cơm áo gạo tiền. Đó. Tăng sĩ mình không tốn thời gian đó. Và cái công việc của tăng sĩ mình là phải dành thời gian nhiều đó để mà tu học, để mà hiểu. Và mình sẽ làm cái công việc chia sẻ những cái lời hay ý đẹp đó cho Phật tử. Đó. Phật tử họ tội lắm. Quý vị cứ nhìn ra coi. Họ phải tối tăm mặt mày từ sáng là đến tối. Phải đi kiếm sống. Cơm áo gạo tiền. Đó. Thì giờ đâu để mà lo kinh điển. Thế nhưng vì tình cảm, vì cảm xúc, vì mến mộ tăng ni, mến mộ chùa, họ đến chùa, họ cúng dường, tùy hỷ. Và cái trách nhiệm của tăng ni mình là phải chia sẻ lại. Đó. Mình phải chia sẻ lại những cái gì hay, đẹp cho họ. Họ tới quý vị biết họ cũng từng đồng từng cắt là phải nói là tốn, là phải nói tồi lắm. Cho nên mình phải làm một cái gì đó để mà trả ơn. Đó. Trả ơn là tín thí. Mà mình nếu như mình không hiểu đạo thì làm sao mình trả ơn được. Mình hiểu đạo là mình mang tới một cái gì đó người ta an vui. Mà khi mình không hiểu có nghĩa rằng mình chưa có ổn. Mình chưa có ổn làm sao mình chia sẻ. Không lẽ mình chưa hiểu, mình chưa an lạc, làm sao mình chia sẻ cái an lạc là cho họ. Cho nên cái mà đền đáp công ơn của là chư Phật, đền đáp công ơn của thầy tổ và Phật tử là chúng ta phải nên tu học, nên học cho có thực chất, không phải là để lấy bằng, không phải, mà cái quan trọng là có thực chất, hiểu, cái này là quan trọng lắm. Cho nên chúng tôi nói là quý vị là may mắn ở chỗ này.
chứ không phải nói là may mắn mà để vào đây có cái bằng này là bằng kia, không phải. Chúng tôi không quan niệm vậy. Khi mà chúng tôi học bên Ấn Độ, học năm thứ nhất. Học năm thứ nhất là nó có năm môn. Triết, Sự, Phàn, Pali và Trung Quốc là năm môn cao học một. Qua cao học hai á, thì chọn một trong năm môn đó. Quý vị biết sau khi mà đậu cao học một rồi, chúng tôi qua chọn cái môn học của cao học hai á, chúng tôi chọn cái môn triết. Chúng tôi cân nhắc giữa đại thừa và triết thì chúng tôi thấy triết là nó nhịn hơn là một tí, cho nên chúng tôi chọn cái môn triết. Và thế rồi là sau đó vài ngày chúng tôi gặp một cái vị giáo sư Ấn Độ mà dạy cho chúng tôi là cái cao học một á. Thế rồi ông gặp cái ông cười, Băng Tê đã chọn môn chưa? Dạ em chọn rồi. Băng Tê chọn môn nào? Dạ em chọn môn triết là thưa thầy. Khi ông nghe nói cái chọn môn triết là ông há miệng lên. Ồ, tôi khuyên Băng Tê là đừng có chọn môn triết, hãy đổi đi. Hãy đổi qua môn khác. Vì môn triết này, những cái vị giáo sư này là họ bị bệnh tâm thần. Confused. Because they are confused. They are confused philosophers. Những cái gì giáo sư mà Băng Tê sẽ gặp là cái suy nghĩ họ là bất thường. Tại vì bản thân tôi đây này, người Ấn Độ đây này, trước đây tôi học cái môn triết và sau đó kết quả là dưới trung bình, nghĩa là bị rớt. Huống gì là Băng Tê là người nước ngoài. Cho nên Băng Tê ơi, rút lui lại đi, đổi qua môn khác. Nhưng lúc đó chúng tôi thưa rằng, thưa thầy, em thích môn triết và em đến đây để mà học, cố gắng hiểu cái môn này, chứ em không có quan tâm đến cái điểm thi. Đến đây để học hiểu, chứ thi đầu thi rớt không thành vấn đề. Chúng tôi trả lời vậy. Và sau đó coi cái lớp triết này. Lớp triết được mấy người? Một người, làm sao biết? Kệ rồi hả? Đúng rồi. Lớp triết chỉ một người. Mình hy vọng rằng vào đó sẽ có những người bạn. Nhưng mà khi vào rồi nhìn quanh nhìn lại không thấy ai hết. Thế chỉ có một mình. Hôm đầu tiên một mình, hôm sau cũng thấy một mình, hôm sau nữa cũng thấy chỉ có một mình. Và mình biết chắc rằng trong lớp này chỉ có một học trò. Thế rồi khi mà trò tới sớm thì trò ngồi đợi. Thầy tới sớm thì thầy cũng phải ngồi đợi chứ đâu có trò đâu mà học. Cái phòng học là cái phòng riêng của ông giáo sư. Đó, tại vì giáo sư mỗi người được một phòng. Còn cái phòng nó cũng nhỏ nhỏ vậy đấy. Ngoài cửa bước vô và nó nhỏ nhỏ vậy. Thế rồi cái bàn làm việc của ông để đây. Ông ngồi đây và mình ngồi cái bàn là đối diện. Mình ngồi cái ghế, sách ghế là đối diện. Và hai bên đối diện nhau vậy đó. Một đôi, một chọi một. Vậy mới ngon lành nhé. Cho nên là gì? Mình không thể nào là mình lơ là được ấy. Khi ông nói chuyện là mình phải nghiêm túc. Chứ làm sao mà mình ngủ được? Phải dương mắt lên. Nhưng mà nhờ vậy mà nó học được. Vì sao? Vì khi ông nói cái chữ gì tiếng Anh hoặc cái chữ tiếng Phạn mà mình không hiểu thì nói please, I don't understand this word, please write for me. Thế rồi ông lấy viết, ông ghi vô. Chẳng hạn như là định lý duyên khởi, thì ông ghi cái chữ Phạn là vô đó. Thế là mình nắm được đó. Mình bí chữ nào, mình bí cái gì, mình nghe không hiểu là mình hỏi ông liền và ông cắt nghĩa.
Và nhờ vậy mà mình học được. Và cuối cùng là khi thi thì mình đâu có ngờ, mình thi mình chỉ là quan trọng là hiểu thôi. Mà lúc đó mà thi rớt là cuốn gói về. Thi rớt là cuốn gói về, mình vì thi theo, vì lúc đó đi theo diện học bổng á. Học bổng. Đầu thì học lên tiến sĩ, không đậu thì cuốn gói về. Mà rất may rằng là đậu. Mà đậu cao để mà sau đó học băng lên là tiến sĩ nữa. Cho nên để nói cho quý vị biết cái học hiểu là nó quan trọng lắm. Khi mình hiểu á, tự nhiên mình có một cái niềm vui, mà nhất là hiểu Phật Pháp nghe quý vị. Quý vị làm một cái bài toán khó mà quý vị giải được là quý vị vui lắm. Còn Phật Pháp cũng tương tự vậy. Một cái đoạn, một cái lời dạy Đức Phật mà mình hiểu, mình nắm được á, vui lắm. Có một cái niềm vui là khó tả. Mà chính cái mấy cái này là cái sức sống này. Chính mấy cái này là nó nằm ở trong cái con người của mình á, nuôi dưỡng mình. Đó. Cái niềm vui á. Cho nên rằng là quý vị vậy. Mình được cái may mắn vào cái môi trường học viện này á, mình có cơ hội học hỏi. Mình học ông thầy, bà cô, mình học bạn bè còn của mình. Bạn bè của mình đây là quý vị biết trong cái số ngồi còn ngồi đây về chứ. Nhiều thần đồng đang ngồi đây đấy chứ. Mà chưa chịu nói đó. Cho nên là học thầy, học bạn không đủ nữa, mình lên mạng. Bây giờ là mạng là... Mà lên mạng, mở cái trang web của ông thầy Tâm Đức ra coi. Còn quý vị biết rằng là mạng là một cái công cụ rất là hay. Nó giúp cho mình, gợi ý cho mình những cái tài liệu. Lẽ dĩ nhiên là cái mạng này như con dao là hai lưỡi. Nó cũng hay mà nó cũng dở, tùy mình thôi. Rồi ra chơi rồi mình vô lại.